Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay thì Trọng có xuống Sài Gòn ban đêm, Trọng quay bé Sóc, đến thăm cái bé Sóc chơi, quay cho mọi người thăm em. Ui, này đẹp quá chú ha. Để Trọng đeo cái mic cho chú nói chuyện chơi. Nè, đeo cái mic vô đây nè chú. Rồi. Này lòng mướt mượt ha. Quá lắm. Dạ, quá. Nhát, nó bị xe tông bây giờ nó nhát, chú leo lên liền à. Sao xe tông chú? Trong đó là cái đi ra rồi người ta lên dốc nè. Cái quẹt nhỏ chạy không? Quẹt tét cái môi luôn. Ô trời. Giờ nó cái môi dưới nó bị trẻ. Cái này mới mấy ngày. Ăn gì vậy ông? Có gì đâu ăn? Gãi miệng hả? Ngứa mồm hả? Nó nãy nó nhát nó hơi xuống đất cái này giờ nó leo lên người luôn à. Không dám dưới. Bữa nay lông đẹp quá. Cái đuôi bữa nay là quá đẹp luôn á. Cứ lăng hay thiệt ha. Thì mỗi lần mà xuống đây là Trọng đều ghé thăm Sóc hết trơn á mọi người. Tại vì ông nó dễ thương. Chứ mà nhìn thấy nó vui. Có nó vui lắm. Dạ. Này mà đi theo nó hơi mệt à. Lạ lắm, nó chạy lưng lưng từng từng. Không dám buông con dây hai chú nó chạy luôn á chứ. Nó chạy cái nếu mà đầu tiên nó chạy từ từ mà anh thấy xe đông quá với xe bất nó quýnh quá ha, nó lủi nó trốn dữ lắm. Cái đuôi đó còn đẹp chưa, nó xòe chưa đó, gặp cái gì là bợ ăn cái đấy liền tùm lum la luôn à. Ồ, mấy cái loại này là cái gì nó cũng ăn mà, ăn dữ lắm. Cái vô vô ăn gì ăn không cần biết mà không quên vụ uống sữa mà. Dạ. Yeah. Mấy bữa mà sáng thôi ở nhà không cho nó uống lại đây làm không kịp với nó luôn á. Rồi xuống đầu xuống ấy sữa cho nó uống liền luôn. Quen uống sữa rồi hả? Quen rồi. Dạ. Yeah. Ăn gì ăn không cần biết cũng phải có sữa. Đó vậy á. Nó không ngủ thôi ngồi trong đó nó vậy á, nó chạy trên đầu trên cổ rồi đó. Giỡn vậy đó. Giờ chắc sáng là nó nhảy lên xe đi làm liền. Ôi sáng mà nó trang như thời giống như Zidane vậy. Dạ. Nó ngồi cửa sổ vậy thôi á. Rồi bắt đầu mà thấy chú mặc áo một cái chạy qua trời ơi lăn xăng làm ghê lắm. Rồi bắt đầu khót lên đeo vô người à. Rồi lúc đi về là chú bỏ vô thùng hay là để ngồi trên xe? Trên đầu á. Đó. Chắc sáng thì đông quá thì mặc áo khoác nằm trong áo khoác. Rồi tối ít người. Để cho ngồi buộc dây cái để ngồi đầu xe. Rồi. Đó, nó vậy hoài luôn á. Nó cứ nhảy xuống leo lên leo xuống làm riết luôn à. Riết áo quần còn đó. Vậy đó. Đó. Giỡn dữ lắm. Nhìn nó dễ thương ghê chứ. Dạ ngày nay ăn gì chú? Hả? Ngày nay có ăn đậu phộng không? Nay không ăn đậu phộng, nay ăn lê. Ăn trái lê hả? Ăn trái lê với trái dưa leo ăn có xíu à, ăn hết trái lê luôn. Bạn ăn phộng mới nay 2-3 ngày ăn phộng rồi. Đó, nó vậy đó. Nuôi con này mà thiệt chứ, một con nuôi nổi chứ 3-4 con nuôi chắc xỉu với nó luôn, nó quậy á. Nó quậy chịu không nổi luôn á chứ. Nếu mà nuôi nhiều cái lồng bự nuôi trong lồng chứ không thả được đâu. Dạ, không thả nổi. Rồi theo nó không biết mệt, nó lẹ quá lẹ. Trời, người ta nói nhanh như sóc mà. Có con gì mà nhanh bằng con sóc đâu chú. Nó giỡn dữ lắm. Giỡn mình giỡn lại với nó luôn á. Xinh dữ lắm. Dạo này ai nó thấy ai cầm gì cũng xinh. Xinh. Xinh ghê lắm. Cưng không? Nay đu đẹp quá, hổm đu ghẻ bữa nay đu đẹp quá.
Sinh ra cũng mấy tháng rồi ha chú về ha? 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy? À, được 3 tháng mấy rồi. Giờ cũng gắng chăm sóc nó thôi, chứ nhầm khi chú thả nó về rừng đó mọi người thì cũng sợ. Bảo vệ nó, cho nó ăn với ủ hỉ đồ à, cũng giải trí chơi, chứ bây giờ thả nó về sợ nó bị người ta bắt. Không, để vui nuôi vui chơi. Dạ. Mình nuôi mình chăm sóc nó kỹ lưỡng mà, chứ đâu có tổn hại gì nó đâu. Dư ăn, nó ăn dư đồ ăn hơn ăn thiên nhiên. Dạ. Nó ăn dư luôn mà. Ở ngoài thiên nhiên làm gì có hột đậu phộng ăn, làm gì có trái lê ăn. Ăn thiên nhiên, mấy cây rừng, trái dại bậy, không. Bậy với lá cây mà. Bởi vì nó mới là chảnh. Nó ăn cái bữa thứ hai, bữa thứ ba không ăn. Bỏ hư chứ không ăn. Bữa thứ ba là chê liền ha. Bởi nó là chảnh mà. À chú vậy, à, hình như là ở gần cái khu nhà thờ Tân Định này có một cái chú bán vé số con chó cũng hay chở chó đâu, chú thấy không? Không, không chở xuống đây. Đâu, không thấy chở xuống đây, chắc đừng nằm ngay nhà thờ quá chứ. Ờ, dạ. Không thấy không xuống đây. Quậy ghê. Nhà chú có nuôi mèo không? Không. Cái này gặp con mèo là nó bập à. Ở sớm có hai con mèo trời bá lửa cao là sợ, nó thấy nó sợ á. À. Rồi nó lẹ con mèo, bữa nó dính mèo rồi. Chứ nó nhìn nó giống chuột vậy, lơ mơ là miệng mèo. Mèo nó nhìn á, cái anh trên kia nó bay xuống quýt. Con mèo bây giờ sợ, thấy nó sợ lắm. Mèo sợ. Sống. Con này trọng còn sợ nữa mọi người. Trọng giả bò, trọng đánh ổng mà nó bữa đó nó vào trọng chảy máu tay luôn á, dữ lắm. Bây giờ là giờ trọng đâu dám chọc ở đâu, mỗi lần lại quay nó là quay đưa xa xa chứ không dám lại gần á. Mấy bà bận gội á, mấy bà phá chọc lắm, cứ mang đồ á, cái lấy vỏ đồ lấy đâu cho đâu, nó chạy lòng vòng ra nó ghi cái vỏ ngược lại cái bà chọc đó, chọc nào nó làm dữ nơi nó làm ghê làm y chang như một chó điên. Ăn cắp của ta không biết đồ của ai mà máng lên xe là coi như đồ của nó đó. Máng lên xe rồi là lấy là nó đánh người ta liền. À, giật lại làm ghê lắm, chạy lòng vòng. Ê. Là chú cũng phải bảo vệ nó chứ không có dám ấy. Đù xe kìa. Có chừng cái xe nóng đó. Biết hết chứ dễ gì. Thiệt lắm. Nó khùn dữ lắm. Khùn lắm. Đâu chú để xe cho nó đi về, cái chú để làm sao? Cái nè. Đó. À. Rồi cái cột xe nè. Không cột rồi xe nó chạy bốc kẹt nó nhảy à. Bữa nhảy rồi. Đó vậy. Cột sát vậy đó. À. Cái à vậy là nó ngồi trong ngóc cái chạy à. Ở khi ở đây, ở khi cái vịnh này cái em đang ngồi. Mắt ngồi đâu có ngồi à. Ta cũng dòm vậy lắm ha. Né kêu người ta né bà luôn, người ta kè theo coi người ta định gờ á. Ta thấy lần tay chú nó không cắn gì là ta định gờ, chú mới kêu nó đừng, nó cắn, đừng gờ nó. Cắn, lạ nó cắn. Gờ cắn đó chứ. Dễ gì nó cho gờ nó. Cái này là trừ chú về gờ thôi, còn ai gờ vô là. Đúng rồi, có mình mộng, đó là có mình mộng luôn á. Là tàn mạng liền. Đó, không ai gờ được nó đâu. Không ai gờ được. Cũng sợ nó là nó không cắn cái nè, trọng mà trọng đi. Sóc ơi là nó sừng liền thấy chưa nè. Đó, nó chuẩn bị nó chiến đấu liền đó. Đó mà sừng cái đuôi là bắt đầu nó chuẩn bị quấn lộn á. Dạ. Chỉ mỗi một mình chú là nó không có cắn thôi, còn ai rồi thò vô là không có được đâu. À lắm. Tối thì ít xe về cho nó ngồi ở đó. Dạ. Còn sáng thì nó nằm đầy có áo khoác, chui vô áo khoác nằm trong. À, lâu lâu xuống đây để anh trọng coi, anh trọng cho mua đậu phộng ăn. Nè, bữa nay thăm bé Sóc, cho bé Sóc 200.
Nè lấy một tờ trước. Trời ơi chụp không kịp rồi. Nè con. Đó. Rồi. Được không? Nè, tờ nữa nè. Cái gì vậy? Ôi, đó. Ở đây. Chưa tới vậy. Đó rồi. Đó đây. Rồi nha, cho con 200 để con mua đồ ăn mà không dám sờ nha. Hồi đó giờ chồng đi quay gặp rất là nhiều các bé thú. Chồng hay giỡn chơi, chồng hay sờ lắm, nhưng riêng con này là chồng sợ, nó cắn chồng một lần rồi. Chỉ có mình nên chú về là sờ đầu nó, ôm nó được thôi. Còn ai vô là nó táp cho liền. Đúng không? Ổng nuôi cũng 3 tháng mấy rồi đó. Được 3 tháng mấy rồi. Dạ. À, kính thưa quý vị khán giả, vậy thì trọng cũng đã vừa quay cái bé sóc của chú về cho mọi người xem. Lâu lâu xuống đây thì cũng ghé thăm, thì cũng giống như là gửi cho bé sóc ít đỉnh một vài trăm cho bé có cái mua đồ ăn. Thì thật ra thì cách nào đó thì giống như là trọng hỗ trợ cho chú á, thật ra lại vậy chứ bé ăn thì cũng không có bao nhiêu đó. Mình nói bé ăn nhiều tội cho bé, nhưng mà trọng cũng muốn lâu lâu có cái điều kiện đi ngang đây thì cũng giúp cho chú vài trăm để hút thuốc hay là này uống cà phê rồi vậy thôi. Cũng nhờ hồi xưa trọng cũng hay quay bé Zidane á, cũng có nhờ có bé mà trọng cũng biết được nhiều khán giả, nên là giống như là cái ân tình rồi cái tình cảm hồi đó đến giờ chú cháu, nên là thỉnh thoảng thì cũng đi ngang gửi chú vài trăm uống cà phê với hút thuốc. Bây giờ trọng xin được phép dừng lại cái video đây. Chúc cho mọi người xem video thiệt là vui và yêu quý cái bé sóc của chú về nha mọi người. Thì con cũng chúc chú là cuối năm được nhiều sức khỏe chú về ơi, làm ăn cho nó phát tài. Chú cũng cảm ơn con. Dạ. Rồi bye bye tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem video thiệt là vui.